Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo ở Hà Nội sưng mày tao, bực tức chỉ tay vào mặt và mắng chửi học sinh trước lớp. Ông Phùng Đức Ánh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Huy Trú, huyện Thạch Thất, Hà Nội, xác nhận sự việc xảy ra tại đơn vị ông quản lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã triệu tập thầy giáo trong clip, giáo viên chủ nhiệm và mời phụ huynh học sinh đến trường họp khẩn. Ông Ánh cho biết, chúng tôi cũng đang phối hợp với công an để xác minh làm rõ vụ việc theo đúng quy định. Sự việc xảy ra trong tiết học môn tiếng Anh của lớp 10A9 vào hôm 30 tháng 9. Thầy giáo trong đoạn clip công tác tại trường từ năm 2021. Ông Ánh đánh giá giáo viên này có chuyên môn vững nhưng khá nóng tính. Trong đoạn clip dài 20 giây được chia sẻ trên mạng, thầy giáo đứng trên bục giảng bóp cằm, chỉ vào mặt và liên tiếp buông những lời chỉ trích học sinh. Người giáo viên này sử dụng ngôn ngữ thô bạo, trợ búa, thậm chí nói mày tao. Thầy giáo mắng chửi vì học sinh làm bài đúng nhưng lại chữa thành sai. Nhiều người bày tỏ lo ngại về vấn đề văn hóa, ứng xử học đường. Tài khoản Linh Giang bình luận, đóng tiền cho con ăn học không chỉ học kiến thức mà còn học đạo đức. Thầy giáo như thế này thì dạy lại học sinh thế nào? Tài khoản Nhung Thành bức xúc viết, thầy giáo mà như thế này thì dạy được ai? Đề nghị nhà trường nhìn nhận sự việc, chúng tôi cho con đi học chứ không phải đến nghe chửi thế kia. Còn tài khoản Minh Khoa bày tỏ, dù có bực tức thì hành động của thầy giáo là phản giáo dục. Môi trường học đường không thể tồn tại cách giao tiếp sưng mày tao và ngôn từ tục tiễu như vậy được. Sau khi nắm bắt được vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm, báo cáo sở trước ngày mùng 3 tháng 10. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo báo cáo ban đầu, hiện nhà trường đã tạm dừng việc đứng lớp dạy học đối với thầy giáo có hành vi không đúng mực trong video Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý, xây dựng văn hóa học đường, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, kịp thời nắm bắt công tác tư tưởng, các hoạt động trong nhà trường. Các trường không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín công tác giáo dục của trường học cũng như của ngành giáo dục. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.